Xin chào các bác, thì chúng ta lại quay trở lại với sản phẩm video lần này của đơn vị nhà đẹp Hà Giang mọi người nhá. Thì hôm nay mình rất là vui và được hãnh diện khi được review sản phẩm công trình, một công trình nhà sàn bê tông có 7 gian mọi người ạ, 5 gian nhà chính và 2 gian nhà bếp mọi người nhá. Đó, thì view qua tổng thể đây mọi người có thể nhìn rõ đây. Đó, đằng trước là một cái ao rất là to đây, một cái ao rộng lắm, một diện tích rất là rộng mọi người nhá. Một cái ao này và sâu, rộng, cá to, nước trong vắt luôn. Cái nước này là nước ở trong khe ra mọi người nhá. Thì tất cả view ở đằng sau ấy, đằng sau công trình này ấy, là núi đồi này, kia là rừng già luôn mọi người. Gần như là ở đây mình nhìn thấy là những cây to và những cái cây nứa, cây tre rất là nhiều mọi người nhá. Đó, một công trình nhà sàn bê tông rất là đẹp, có vị trí địa lý phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Đó, đúng cái vị trí này, cái view này thì phù hợp với câu nói sơn thủy hữu tình là đây mọi người ạ. Đó, sơn thủy hữu tình luôn mọi người nhá. Đúng cái view này luôn. Đó, một cái vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Đó, thì theo như chia sẻ của gia chủ thì ngày trước thì cũng có cái ao bé ở đây, thì theo cái nguồn nước ấy, cái nguồn nước gia chủ đã kéo về ở trên khe về thì nước rất là trong và sạch, và nuôi cá rất là lớn nhanh mọi người nhá, cho nên gia chủ đã mở rộng cái ao này. Cái ao này rất là rộng luôn. Đó, ở xung quanh kia là những cái vườn cây của gia chủ trồng ở xung quanh mọi người nhá, có cây thanh long này. Đó, cái bờ bên này là cái những vườn cam của gia chủ này, xanh mơn mởn luôn. Đó, xanh mơn mởn mọi người nhá. Hiện tại thì công trình tọa lạc tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang mọi người nhá. Xin mời anh em cùng theo chân đơn vị nhà đẹp Hà Giang để cùng review sản phẩm công trình nhà sàn bê tông. Đó, tọa lạc tại xã Vĩnh Phúc mọi người nhá. Ok, xin mời tất cả anh em. Kia là đồng chí kỹ thuật viên của đơn vị nhà đẹp Hà Giang mọi người. Đó, đang đi cái bè mảng ra đây mọi người nhá, để đón mình ấy. Tí nữa mình sẽ ngồi trên cái bè đấy mà review vào ngôi nhà. Anh em thấy phê chưa? Đó, một cái thử thách nhá mọi người nhá. Vớ vẩn là rơi máy quay luôn đấy chứ. Đó, view phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Cá to lắm mọi người nhá. Ao sâu nước cả, khuôn trài cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Vừa nãy thì mình có đứng ở góc máy ở phần đối diện của công trình mọi người nhá. Thì hiện tại thì mình đang ở cửa chính để đi vào nhà đây mọi người này. Lối cửa chính này. Đó, gia chủ đổ bê tông rồi. Đó, đi vào xích giặt sạch sẽ mọi người nhá. Đường rất là rộng luôn. Đó. Còn đây là hai cổng, mình đang đứng ở tại cổng đây. Đó, xin mời anh em cùng đơn vị để review sản phẩm nhà sàn bê tông 7 gian. Có 5 gian nhà chính và 2 gian nhà bếp mọi người nhá. Được thi công thiết kế từ đơn vị thợ tại bên Yên Bình, Yên Bái mọi người ạ. Một trong những đội thợ có cái bề dày về cái thời gian thi công cũng là công trình mọi người nhá. Xung quanh ở đây thì toàn là núi đồi thôi. Đó, rất thích hợp với cả những công trình nhà sàn bê tông mọi người nhá. Trong những năm trở lại đây thì nhà sàn bê tông thì phát triển rộng khắp tất cả các xã của tỉnh Hà Giang mọi người nhá, và tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang. Đó, đơn vị nhà đẹp Hà Giang thì mình chủ yếu review những sản phẩm tại tỉnh Hà Giang thôi. Còn những tỉnh khác và các xã lân cận của các tỉnh khác thì mình có dịp, mình rất hy vọng có dịp thì mình sẽ đến review. Đó, thì xin mời anh em, mình sẽ chuyển cảnh đến phần cam trước để anh em có thể cùng tham khảo và chiêm ngưỡng công trình này nhá. Ok, xin mời tất cả mọi người. Đó, đây là view ở đằng trước cửa đây. Đó, cái view vừa nãy là cái ao đằng này mọi người nhá. Ao rất là đẹp, to ở đằng trước cửa, mặt trước mặt tiền đây. Đó, đây là hệ thống cột kèo dầm xà đây. Về lối cầu thang lên mọi người nhá. Tay vịn cầu thang thì được gia chủ bố trí bằng inox này, hai con trụ bằng cầu thang inox để lên lối này và đi vào nhà đây. Đó, đây là hệ thống cột chính này. Tất cả những cánh cửa thì được gia chủ sử dụng bằng gỗ xoăn mọi người nhá. Có chia lô, chia huỳnh và lựa rất là đẹp luôn. Gần như là xung quanh đều là bằng gỗ xoăn. Công trình này thì được gia chủ bố trí tôn ở xung quanh nhà mọi người nhá. Thứ nhất là để che nắng, che mưa luôn. Xe thì sẽ đi thẳng vào trong sân này. Đó. Và ở phần nhà chính thì được sử dụng bằng ngói đất nung màu đỏ mọi người nhá. Đó, nhìn rất là phù hợp với công trình nhà sàn luôn. Ở phần dưới ấy, thì cái nền dưới thì gia chủ ốp lát gạch đỏ này. Gạch này là gạch chống trơn mọi người nhá. Rất dễ vệ sinh và lau chùi luôn. Tất cả hệ thống đá kê là được đổ bê tông này và xử lý sơn giả đá này. Cột thì sơn giả gỗ mọi người nhá. Hệ trần ở dưới tầng 1 ấy, thì được bố trí sơn trần trắng. Đó. Cái phần cầu thang lên thì
được sử dụng bằng đá granite màu đen đây, nhìn rất là sáng và bóng luôn mọi người nhá. Cầu thang lên thì tí nữa mình sẽ đi thử xem là như nào. Mình thấy rất là vừa vặn luôn đấy, rất là vừa chân luôn mọi người nhá. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 bậc mọi người ạ, cả lên dưới nữa nào, 17 trên kia nữa 18 bậc. 18 bậc cầu thang. Đó, không gian ở dưới tầng 1 đây. Không gian ở dưới tầng 1 thì rất là rộng mọi người nhá. Ở bên kia là có hai phòng này. Đó. Phòng thứ nhất và phòng thứ hai đây, có hai cửa đi lên. Cái lối cầu thang bên này có một cái cầu thang phụ để lên bếp đấy mọi người nhá. Bên kia có hai gian bếp nữa. Đó. Nhìn view tổng thể tổng quan đây rất là đẹp. Rất là rộng và thoáng luôn mọi người ạ. Cái phần sân ấy, cái phần ở sân dưới và lên cái nền ở cái nhà chính thì gia chủ bố trí bằng một bậc thôi. Đó, một bậc thì 20 đến 25 phân. Một bậc. Bước lên rất là vừa chân nhá. Đó, view này là view ra vừa nãy. Đầu video thì mình có đứng ở đây, đứng ở trước cửa, trước cái không gian ở chỗ cây dừa kia. Đó, mình đứng mình view ở nhà mọi người nhá. Đó, ao ở đây rất là đẹp luôn. Tại vì mình đứng vừa nãy là đứng ở cái hướng ngược nắng. Đó. Xung quanh ở phần đằng trước thì gia chủ có bố trí bằng hệ thống con tiện bê tông hết rồi. Đó. Vừa để trang trí cũng vừa để bảo vệ được mọi người nhá. Bên này thì có một cái bể cá rất là đẹp. Gia chủ rất là tinh tế luôn mọi người nhá. Một cái bể cá. Đó. Rồi mình sẽ bước lên cái bậc cầu thang để anh em cùng cảm nhận mọi người nhé. Bậc cầu thang thì bằng ở đây mình giới thiệu rồi, bằng đá granite màu đen đây, đi rất là vừa chân luôn anh em ạ. Bậc đi rất là vừa chân mọi người, rất là vừa vặn luôn này. Và cái chiều rộng của cầu thang đây này, đó, chiều rộng của thang thì khoảng 1,5 m, thoải mái luôn, thoải mái di chuyển mọi người nhé. Đó, cái phần trên nhà thì trước tiên đấy, đây là cái sảnh để bước vào nhà này. Đó, một cái sảnh chiếu ở ngoài này. Đó, gia chủ sử dụng bằng cái gạch này là gạch giả gỗ màu rất là nhàn nhạt thôi mọi người nhé. Đó, rất là hài hòa luôn. Đây là phần trên nhà chính đây. Đó, hôm nay thì có ông ở nhà thôi, còn chú chủ nhà thì chú đi làm, không có nhà mọi người nhé. Mình chỉ quay qua thôi. Đó. Cái view ở trên nhà thì rất là đẹp luôn ạ. View trên nhà thì thực sự là rất là đẹp. Mình sẽ chuyển cảnh đến cái phần trồng trạm ở trên nhà cho anh em cùng xem này. Đó, đây là phần trồng trạm đây mọi người nhé. Tất cả những hệ thống trên trần đấy ấy. Trên trần mà mình đang chỉ tay cho mọi người này. Hệ thống trên trần đấy là gia chủ có sử dụng bằng gỗ xoan hết mọi người nhé. Gỗ xoan để ốp trần hết rồi. Đó. Còn cột kèo xà dầm là sản phẩm sơn giả gỗ hệ 3D đây. Đó, sản phẩm sơn giả gỗ mọi người nhé. Cái lối cái chỗ kia anh em có nhìn thấy đi kia để ánh sáng vào này. Đó, tất cả hệ thống cửa rất là sáng và thoáng mọi người nhé. Đó, mình sẽ bước lên trên nhà review qua một tí thôi anh em ạ. Đó. Hệ thống cửa này rất là bóng luôn. Cái lối kia là cái cửa đi vào bếp đây mọi người nhá. Đó. Bên này gia chủ bố trí kệ này, tivi ở lối này, ở phần bên dưới ở cái bức tường dưới đây mọi người nhá. Đó, một cái kệ âm để tivi. Đó. Cửa rất là bóng và sáng luôn. Một công trình rất là rộng và đẹp. Gần như ở trên nhà thì gia chủ không bố trí một phòng ngủ khép kín nào đâu mọi người nhá. Đó. View rất là đẹp luôn. Đó, đứng ở trên nhà này, ngồi không gian ngồi uống nước ở đây. Đó, mà view ra cái ao này thì tuyệt vời rồi. Đó. View ra đây thì quá tuyệt vời luôn. Nhà đang có ông bà nhá, ông bà đang nghỉ mọi người ạ, cho nên là mình không nói to được.
Không gian bàn thờ thì ở trên này. Không gian bàn thờ thì rất là rộng luôn. Con chào ông nhá ông ơi. Vâng ạ. Ông cho con xin phép con quay một tí ông nhá. Vâng, con cảm ơn ông. Đây là cái lối để đi vào bếp này, phòng bếp này. Đó. Bên này là có nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây. Đó, cái đây là không gian ở phòng bếp này, hai gian bếp. Còn đây là lối cầu thang để lên bếp này mọi người này, cầu thang phụ lên bếp này. Đó. Đấy, đây có một cái sảnh để cái chậu rửa ở đây, chậu rửa với cái gương. Đó. Không gian phòng bếp rất là rộng luôn anh em ạ. Đó. Không gian ở phòng bếp mọi người nhé. Bếp thì gia chủ sử dụng gạch này là gạch giả gỗ màu đậm hơn một tí ở trên nhà mọi người nhé. Đó. Đầy đủ tiện nghi luôn, bàn bếp, chậu rửa, bếp ga, tủ lạnh, bát đũa để đây. Đó. Thì chỗ này là chỗ để đây có cả những cái vòi nước để rửa bát núc ở đây này. Đó. Một cái sảnh ngoài đây rất là rộng luôn anh em nhé. Mình đang ở góc máy đối diện thì anh em có thể nhìn thấy rõ phần hệ thống sơn giả gỗ này. Hệ thống cột rất là to, khỏe và nổi, rất là bóng mọi người nhé. Không gian ở trên nhà rất là rộng và sáng luôn. Đó.